Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đến với trận bóng truyền hình nữ. Trận đấu nằm trong khuôn khổ giải bóng truyền hơi tranh cúp Manulife Bắc Giang mở rộng lần thứ nhất năm 2021. Trận đấu sẽ diễn ra giữa nữ các vận động viên câu lạc bộ chị em tỉnh Lạng Sơn và câu lạc bộ Manulife Bắc Giang. Các nữ vận động viên Lạng Sơn trong trang phục áo màu xanh lá giờ này chúng ta đang theo dõi. Bên kia sân là các nữ vận động viên Manulife Bắc Giang. Trọng tài đang cho hai đội khởi động và đồng thời là kiểm tra đội hình xuất phát của hai đội ở trận đấu này. Pha bóng của hai đội, đây là pha bóng đang khởi động, vẫn chưa phải là tình huống chính thức của trận đấu. Trận đấu này được diễn ra tại khuôn viên nhà thi đấu thể dục thể thao trung tâm người cao tuổi tỉnh Bắc Giang. Như vậy là ở trận đấu này, ở set đấu đầu tiên thì các nữ vận động viên Manulife phát bóng trước, trận đấu đã bắt đầu. Vậy là Manulife Bắc Giang đã có một pha xử lý đầu tiên nhưng bóng không qua lưới. Điểm cho Lạng Sơn 1-0. Tình huống đập bóng tốt, bóng đã chạm tay trắng Manulife. Điểm số cho chị em Lạng Sơn 2-0. Rất tiếc là nữ số 1 Lạng Sơn đã phát bóng không qua lưới. Quyền phát bóng thuộc về Manulife Bắc Giang. Điểm số 1-2. Tình huống triển khai tấn công tốt, đó là pha đập bóng của số 3 Lạng Sơn. Kính thưa toàn thể quý vị và các bạn, giải đấu này Manulife Bắc Giang là nhà tài trợ chính và đến với giải lần này thì họ cũng đã tổ chức một đội nữ tham dự với giải với tinh thần giao lưu học hỏi và cổ động cho giải đấu. Pha bóng vừa rồi, điểm số thuộc về Manulife Bắc Giang, điểm 2-3. Và chị em Nguyễn Dũng về sân số 4 để thi đấu. Số 9 Lạng Sơn và Vân Hướng đập bóng về phía cuối sân, bóng đã chạm tay Manulife Bắc Giang ra ngoài. Điểm số nâng lên cho nữ chị em Lạng Sơn 4-2. Kính thưa quý vị và các bạn, Bắc Giang là một địa phương ở các tỉnh khu vực phía Bắc thường xuyên diễn ra các giải đấu về nội dung bóng chuyền hơi. Có thể nói ở các tỉnh khu vực phía Bắc, Lạng Sơn hiện nay là Bắc Giang là một trong những địa phương có phong trào bóng chuyền hơi phát triển mạnh nhất. Và đến với giải lần này, Manulife Bắc Giang đã là một nhà tài trợ chính. Các giải đấu ở khu vực Bắc Giang được rất nhiều các doanh nghiệp cũng như các cá nhân đã mạnh dạn đứng lên tổ chức. Và giải đấu cũng đã khích lệ cho phong trào bóng chuyền hơi của Bắc Giang phát triển hơn địa phương khác rất nhiều. Và trong thời gian tới đây thì Bắc Giang vẫn sẽ tiếp tục tổ chức các giải đấu lớn. Và gần nhất sẽ là giải bóng chuyền hơi miền Bắc lần 2. Nếu như quý vị quan tâm thì hãy tiếp tục theo dõi kênh. Hãy nhấn nút đăng ký để ủng hộ kênh và nhận thông báo khi trận đấu mới được đăng tải.
kênh sẽ cập nhật các trận đấu kịp thời nhất để gửi đến quý vị. Quay lại với diễn biến của trận đấu thì lúc này điểm số đang nghiêng về Lạng Sơn với điểm số là 6 bàn. Sân số 4 xin mời hai đội trẻ Huy Hoa và chị em Nguyễn Dũng về sân số 4 để thi đấu. Lạng Sơn liên tiếp đưa ra những tình huống áp đảo về phía đối phương. Và với pha bóng vừa rồi thì điểm số đã thuộc về nữ chị em Lạng Sơn là 7 bàn. Chúng ta theo dõi diễn biến của trận đấu từ khi tiếng còi của trọng tài khai cuộc cho đến thời điểm này. Dễ dàng nhận ra các nữ chị em Lạng Sơn họ có một thế trận tốt hơn. Các cô gái Lạng Sơn thi đấu khá đồng đều. Điểm hiện nay đã là 8-3. Minula Bắc Giang phòng thủ để bóng ra ngoài. Tiếp tục là điểm cho nữ Lạng Sơn 9-3. Tình huống dứt điểm rất khó chịu của nữ vận động viên áo số 3 Lạng Sơn. Hình như Đài Bắc Giang đã nỗ lực phòng thủ nhưng bóng không thể qua lưới. Điểm số đã là 14. Dứt điểm tốt, bóng chạm tay chắn số 6 Minh Lai Bắc Giang ra ngoài. Tiếp tục là điểm cho nữ Lạng Sơn 11-4. Như vậy là sau điểm thua vừa rồi, những Minh Lai Bắc Giang đã phải sử dụng ý chiến thuật. Điểm số hiện nay đang tạm thời nghiêng về nữ Lạng Sơn với điểm số là 11-4. Lạng Sơn đang có một thế trận khá thuận lợi. Như vậy là hai đội đá trở lại sân. Lạng Sơn phát bóng điểm số là 11-4. Tình huống dứt điểm của số 5 Minulay Bắc Giang. Điểm số 5-1. Sân số 2 xin mời hai đội Sông Thương của Bắc Giang và Thường Trú của Hà Nội. Đội sân số 2 thi đấu. Bắc Giang dứt điểm. Đội vừa thi đấu xong 15 phút. Hai pha bóng liên tiếp, Lạng Sơn đưa ra tình huống dứt điểm về đối phương. Nhưng rất tiếc là pha đập bóng thứ hai, bóng đã không qua lưới. Vậy đây là một pha bóng giằng co khá dài. Bóng vẫn chưa kết thúc. Vẫn còn. Rất bất ngờ tưởng chừng pha bóng đã kết thúc. Điểm số thuộc về Lạng Sơn nhưng các nữ vận động viên lên ngôi lại phòng thủ đã thành công. Liên tiếp là hai pha bóng và bóng vẫn trong cuộc. Vẫn còn. Rất đáng khen cho nỗ lực phòng thủ tuyệt vời của các cô gái Menulai Bắc Giang. Đây là một chuỗi giao tranh hấp dẫn nhất từ đầu set đấu cho đến thời điểm này. Và cuối cùng thì
nữ Lạng Sơn đã đập bóng không qua lưới. Điểm cho nữ Menulai Bắc Giang 71. Bóng lật lưới rất khó chịu, như vậy nên là Bắc Giang đã phòng thủ thành công. Lạng Sơn dứt điểm, vậy là bóng đã chạm tay trắng của Menulai Bắc Giang ra ngoài. Điểm cho nữ Lạng Sơn 12-7. Trọng tài đã thổi lỗi phòng thủ để dính bóng của các cô gái Lạng Sơn. Điểm cho nữ Menulai Bắc Giang 8-12. Phòng thủ rất tốt của số 1 Lạng Sơn. Đang tiếp chuyện giao tranh đã kết thúc. Tình huống xử lý cuối cùng thuộc về nữ vận động viên số 2 Menulai Bắc Giang. Lạng Sơn đập bóng rất hay, vậy là Menulai Bắc Giang đã có một tình huống phòng thủ lợi hại, một đòn phản công và ghi điểm. Điểm bây giờ đã là 9-13. Vâng, lại thêm một chuỗi giao tranh nữa của hai đội. Như lời pha bóng cuối cùng, điểm số thuộc về nữ Menulai Bắc Giang. Lạng Sơn đã bóng lật lưới. Điểm số 15-12. Thưa toàn thể quý vị và các bạn, giải đấu lần này điều lệ của ban tổ chức quy định các trận đấu set 1 và set 2 sẽ thi đấu đến điểm chạm là điểm thứ 21 và không áp dụng khoảng cách phải là 2 điểm. Bởi vậy mà một trong hai đội ghi điểm, đội nào sẽ chạm đến thứ 21 trước, đội đó sẽ là đội giành chiến thắng. Trong tình huống hai đội thi đấu đến set đấu thứ 3 thì điểm chạm sẽ là điểm thứ 15. Như vậy là tình huống giao tranh vừa rồi đã kết thúc và điểm số thuộc về Menulai Bắc Giang, điểm số là 13-15. Thank you.
một pha bóng lật người. Vậy là tiếp tục điểm số cho nữ Lạng Sơn 16-13. Chuyển bóng đập bóng về khu vực giữa sân của nữ vận động viên Lạng Sơn. Tiếp tục là điểm số là 17-12. Xin lỗi, là điểm số 17-13. Thưa toàn thể quý vị và các bạn, đến với giải đấu lần này, các câu lạc bộ tham dự giải bóng chuyền hơi tranh cúp Manulife Bắc Giang đều có một đội hình thi đấu tốt nhất. Các câu lạc bộ đã có một thời gian chuẩn bị khá kỹ càng cho giải đấu lần này, và giải đấu sẽ có rất nhiều các trận đấu hấp dẫn, đặc biệt đối với các trận đấu của nội dung bóng chuyền hình nặng. Quý vị hãy tiếp tục theo dõi kênh để đón xem các trận đấu trong thời gian tới. Đá bóng rất tốt của số 6 Lạng Sơn. Các nữ vận động viên nữ Manulife Bắc Giang đã không kịp thời phòng thủ với pha bóng vừa rồi. Rất tiếc là số 5 Lạng Sơn đã phát bóng không qua lưới. Điểm số cho Manulife Bắc Giang 14-19. Các cô gái Lạng Sơn vẫn cho thấy họ có một thế trận hơi vật hơn. Các pha bóng mà triển khai tấn công của các cô gái Lạng Sơn rất sắc nét và thể hiện đầy sự quyết tâm. Điểm số đã là 20-14 và chỉ còn một điểm nữa thì nữ Lạng Sơn sẽ vươn lên giành chiến thắng ở trận đấu đầu tiên. Và cuối cùng thì tình huống xử lý của nữ Lạng Sơn, bóng lại ra ngoài. Điểm số là 15-20. Vậy là tình huống triển khai cuối cùng của trận đấu. Điểm số thuộc về nữ Lạng Sơn. Điểm số là 21-15. Và sau đây thì Hà Nội sẽ tiến hành đổi sân và bước sang trận đấu thứ hai. Vâng, và để đón xem các trận đấu cũng như hiệp đấu tiếp theo thì quý vị hãy vui lòng nhấn nút đăng ký để ủng hộ kênh và đồng thời nhấn chuông để nhận thông báo cho các trận đấu mới được đăng tải. Xin kính chào và hẹn gặp lại.